Xin chào các bạn, rất vui mừng gặp lại các bạn trên kênh hướng nghiệp của mình. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn một ngành mới tiếp theo, đó là ngành luật kinh tế. Vâng, ngành luật kinh tế gồm những nội dung gì cần tìm hiểu, mời các bạn theo dõi mình trình bày nhé. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu thế nào là ngành luật kinh tế. Vâng, ngành luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các cái chủ thể kinh doanh với nhau. Luật kinh tế ra đời nhằm duy trì và giải quyết các cái tranh chấp trong kinh doanh, thương mại cũng như đảm bảo quy trình hoạt động của các cái doanh nghiệp trong quá trình trao đổi, giao thương cả trong nước và quốc tế. Ngành luật kinh tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức và những kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh, khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Một số môn học then chốt trong chương trình đào tạo ngành luật kinh tế gồm có luật sở hữu trí tuệ, pháp luật về doanh nghiệp, luật thương mại, luật cạnh tranh, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thủ tục đầu tư, phá sản và giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, pháp luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư, pháp luật về đầu tư xây dựng, vân vân và vân vân. Phân biệt ngành luật và ngành luật kinh tế. Ngành luật cung cấp kiến thức luật ở hầu hết các lĩnh vực. Bên cạnh các lĩnh vực luật như ngành luật kinh tế, ngành luật còn cung cấp kiến thức luật hôn nhân và gia đình, quy định chung về tài sản, thừa kế, luật hình sự, phòng tội phạm, luật môi trường, tội phạm học, vân vân và vân vân. Luật kinh tế trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản hầu hết các luật, trong đó tập trung vào các cái luật liên quan đến lĩnh vực thương mại và các cái vấn đề về kinh tế. Vâng, mời các bạn qua phần thứ hai, đó là chương trình đào tạo ngành luật kinh tế. Vâng, chương trình đào tạo ngành luật kinh tế, thứ nhất đó là khối kiến thức giáo dục đại cương. Khối kiến thức giáo dục đại cương, các bạn có thể học các môn học, thứ nhất là về lý luận chính trị, thứ hai đó là bộ môn khoa học xã hội và một số môn học như là ngoại ngữ, toán, tin học, khoa học tự nhiên, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất. Khối kiến thức thứ hai đó là khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Các bạn có thể học các cái môn học như là kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, luật hiến pháp, luật hành chính, luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật tài chính, luật ngân hàng, luật đất đai, vân vân và vân vân. Cuối cùng chúng ta thực tập cuối khóa và tốt nghiệp. Đó là chương trình mình tóm tắt thôi các bạn. Còn các bạn học cụ thể ở trên các giảng đường đại học thì nó nhiều môn hơn. Mời các bạn qua phần thứ ba, đó là các cái trường đào tạo ngành luật kinh tế. Các cái trường đào tạo ngành luật kinh tế, thứ nhất là khu vực ở miền Bắc. Khu vực miền Bắc gồm có các cái trường như sau: Học viện Ngân hàng, Đại học Lao động Xã hội, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Thương mại, Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại học Đông Đô, Đại học Đại Nam, Đại học Hòa Bình, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội, Đại học Thành Tây, Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên, Đại học Kinh Bắc, Đại học Thành Đông, Đại học Trưng Vương, vân vân. Rất là nhiều trường. Ở khu vực miền Trung, các bạn có thể học ở các cái trường đại học sau đây: Đại học Vinh,
Đại học Luật thuộc Đại học Huế, Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng, Đại học Tài chính Kế toán, Đại học Dân lập Duy Tân, Đại học Đông Á, Đại học Phan Thiết. Vâng, đối với khu vực ở miền Nam thì các bạn có thể học ở các cái trường như sau: Đại học Kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Lao động Xã hội thuộc cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Văn Lang, Đại học Bình Dương. Chúng ta có thể học Đại học Công nghệ Miền Đông, Đại học Dân lập Cửu Long, Đại học Dân lập Lạc Hồng, Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Đại học Nam Cần Thơ và Đại học Tây Đô. Vâng, đó là các cái trường đại học mà có Đại học Luật Kinh tế các bạn. Mời các bạn qua phần thứ tư, đó là cơ hội việc làm ngành luật kinh tế. Sau khi học xong và ra trường thì đối với ngành luật kinh tế, các bạn có thể tham gia làm những công việc và những nơi làm việc như thế này. Thứ nhất, chúng ta làm chuyên gia tư vấn pháp lý, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề phát sinh trong kinh doanh, các hoạt động kinh doanh và đảm bảo các hoạt động của tổ chức đúng chủ trương chính sách của nhà nước và các cái công ước quốc tế có liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Chúng ta có thể làm chuyên viên thực hiện các cái dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư. Chúng ta có thể làm chuyên viên tư vấn pháp luật, chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chúng ta có thể là những người nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế. Cơ hội việc làm nữa như sau: bạn có thể làm việc tại các cái doanh nghiệp, các bạn có thể làm việc tại các cái tổ chức kinh tế xã hội, các bạn có thể làm tại các cái cơ quan nhà nước ở các cấp, từ cấp xã, cấp huyện, không nào, trở lên. Chúng ta có thể làm việc tại cái hệ thống tòa án nhân dân, các cái trung tâm trọng tài thương mại và các cái đơn vị cung cấp các cái dịch vụ tư vấn pháp lý. Các bạn có thể làm ở các cái viện nghiên cứu, ở các cái đơn vị giáo dục. Vâng, mời các bạn qua phần thứ năm, đó là những cái tố chất phù hợp với cái ngành luật kinh tế để làm việc và học tập tốt trong cái ngành luật kinh tế. Thì các bạn cần có những cái tố chất và những kỹ năng sau đây. Thứ nhất, chúng ta có tư duy thấu đáo, có tính trung thực, công bằng và khách quan trong công việc. Chúng ta có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, giải quyết vấn đề. Chúng ta có cái khả năng phán đoán và tư duy phân tích và logic. Chúng ta có trình độ ngoại ngữ tốt, cao, phải không nào? Chúng ta có trí nhớ tốt, chúng ta năng động, chúng ta có sáng tạo, chúng ta có bản lĩnh trong công việc, phải không nào? Có cái lập trường vững vàng, chúng ta có cái kỹ năng, cái tố chất là làm việc chăm chỉ, kiên trì và nhẫn nại trong công việc. Một số các thông tin khác mà các bạn cần phải tìm hiểu, đó là các cái khối thi vào ngành luật kinh tế, các cái tổ hợp môn xét tuyển vào ngành luật kinh tế gồm có A00, A01, C00, D01 và D14. Chúng ta có nhiều cái tổ hợp như vậy, các bạn có thể là chúng ta lựa chọn cái tổ hợp mà nó là thế mạnh của mình cao nhất, đúng không? Điểm chuẩn vào cái ngành luật đầu vào của ngành luật kinh tế, đúng không nào? Điểm chuẩn của ngành luật kinh tế thì các bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn của các cái trường đại học đào tạo ngành luật kinh tế trong những năm gần đây. Trong các cái năm trước thì mức điểm chuẩn vào cái ngành luật kinh tế thì nó có thể dao động từ 14 điểm cho đến là 23 điểm, tùy theo các cái khối xét tuyển và cũng như là tùy theo cái từng trường và tùy theo từng năm.
mà người ta lấy cái kết quả thi trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển, không nào? Thì các bạn lưu ý mức lương của ngành luật kinh tế. Vâng, đây cũng là một cái câu hỏi mà có nhiều bạn thắc mắc là làm những nghề luật kinh tế thì lương bao nhiêu, phải không nào? Thì đối với ngành này thì có thể như này các bạn, nếu chúng ta mới tốt nghiệp ra trường chưa có kinh nghiệm thì chúng ta lương chúng ta từ 4 đến 6 triệu đồng trên một tháng. Còn nếu như chúng ta có kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm thì chúng ta trên 6 triệu đồng trên một tháng. Còn nếu chúng ta có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm thì có thể lên tới là 10 triệu đồng trên một tháng. Còn nếu như kinh nghiệm từ 5 năm đến 10 năm trở lên thì chúng ta có thể là 20 triệu đồng trên một tháng. Mức lương của vị trí như là trưởng phòng trở lên thì chúng ta có thể từ 30 đến 40 triệu đồng trên một tháng. Và có thể là có phần trăm để doanh thu, trong doanh thu của doanh nghiệp, đúng không? Mức lương của vị trí giám đốc thì tùy thuộc vào cái doanh thu của công ty, đúng không? Ngành luật là một cái ngành, một trong những ngành mà các bạn, nếu các bạn theo dõi thì để ý thì tốt, đúng không? Những công ty luật là một trong những công ty mà thưởng tốt cho nhân viên cao nhất, đúng không? Vâng, trên đây là mình đã trình bày hết tất cả các cái đặc, các nội dung và các đặc điểm cần tìm hiểu về ngành luật kinh tế. Mong các bạn chọn được nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân của mình, phải không nào? Một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và ủng hộ kênh. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Hướng Nghiệp Vương Hiền của mình, phải không nào? Chào tạm biệt.